Thank you.
ngày thi đấu thứ 3, giải quần vợt tennis bàn mê tranh cúp xây dựng Hoàng Thiên Nam mở rộng lần thứ 4 năm 2022. Chúng ta đang ở ngày thi đấu thứ 3. Và trước mắt chúng ta đây là hình ảnh của 4 vận động viên trận thi đấu giữa lão tướng Hoàng Thành Trung, anh Pau Võ gặp anh Đường Thủ Đức và anh Bờm Thanh Đa. Đứng ở phía gần màn ảnh quý vị và các bạn trong game thi đấu đầu tiên này, đó là anh Hoàng Thành Trung và anh Pau Võ. Ở xa màn ảnh quý vị, đó là hình ảnh của cặp đôi vận động viên Đường Thủ Đức và Bờm Thanh Đa. Như quý vị đã cùng theo dõi trên nền tảng của diễn đàn Tennis Ban Mê, thì trong loạt trận đầu tiên chúng ta đều được chứng kiến tiebreak bàn đấu súng cân não. Phải đến 8 thì mới có thể xác định được. Và ở trận thi đấu trước, chúng tôi xin chúc mừng cho chủ tịch diễn đàn Vinh Infinity Huy Bảo Lộc đã giành chiến thắng trước cặp đôi K Đà Lạt và Bơm Đà Lạt. Như vậy thì trận thi đấu này sẽ được bắt đầu, và anh Đương Thủ Đức là người cầm giao bóng. Anh Pau Võ sẽ là người đỡ quả bóng đầu tiên này. Quý vị khán giả đang bước vào sân khá đông. Những quý vị đã cùng theo dõi ở trên nền tảng của diễn đàn Tennis Ban Mê, thì ở nội dung đôi nam 1450 thì lão tướng Hoàng Thành Trung đã cùng với partner của mình Đại Triển VTV đã lên ngôi vô địch ở nội dung đó ở ngày thi đấu đầu tiên. Và chúng ta có thể nhìn được những hình ảnh của lão tướng Thành Trung lúc này đang rất sung mãn. Xin chào anh Nguyễn Trọng Dũng, xin chào khán giả Phạm Hồng Tiên, xin chào anh Nguyễn Đức Trung, xin chào anh Phạm Hoàng, Phạm Long Phan, xin chào chị Ngọc Quyền, xin chào anh Võ Thành, xin chào anh Trinh, Tennis Đồng Nai. Có lẽ là anh Trinh đã đứng là anh Trinh Đồng Nai lên ngôi vô địch tại OBLD, một giải đấu danh giá và có quy mô tiền thưởng lớn nhất ở Việt Nam, lên ngôi vô địch cùng với Văn Phương. Xin chào anh Gia Bảo, xin chào Nguyễn Phát, xin chào anh Mạnh Tú, xin chào anh Nova Lĩnh và tất cả những quý vị khán giả yêu mến của diễn đàn Tennis Ban Mê. Đừng quên hãy thả tim giúp chúng tôi luôn live stream này và hãy chia sẻ để cho giải đấu được lan tỏa hơn nha quý vị. Quay trở lại với nội dung chính ở trận thi đấu ngày hôm nay giữa hai cặp đôi Thành Trung, Pau Võ và anh Đương Thủ Đức gặp anh Bờm Thanh, cùng với anh Bờm Thanh Đa. Ở nội dung chi điểm này thì sự quan tâm của những vị khán giả ở khu vực Bơ Mê Thuật là rất lớn, và đó là một cơ hội để cho anh Đương Thủ Đức có một cơ hội tốt để có thể giữ được game giao bóng đầu tiên của mình. 0-1. Xin chào anh Nguyễn Hữu Tâm nhỉ, xin chào anh Đinh Quang, có lẽ là anh Đinh Quang Hùng, xin chào anh Lê Hải. Trong giải quần vợt lần này, cũng nhờ sự được đồng hành của những quý nhà tài trợ, đặc biệt hơn nữa là nhà tài trợ Kim Cương, công ty xây dựng Hoàng Thiên Nam nằm trên địa bàn của thành phố Bơ Mê Thuật, và những quý công ty đã cùng đồng hành với diễn đàn Tennis Ban Mê để tổ chức ra một giải đấu lớn và quy tụ những vận động viên lớn trong khu vực như công ty Đa Hoa, Eurowindow, Hoài Ân, khách sạn Huyền Nga, Bitsen, Mitsubishi, Tân Việt Mỹ, câu lạc bộ tennis Bằng Hữu, Tiến Thịnh, Tuấn Đạt Luxury, Trần Phú GSC, Trọng Hiếu, công ty Ý Tưởng, Idea, Led Nhà Việt, Trường Hải, VinFast Công Thành, nhà tài trợ Coffee, Ama Coffee, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên và Địa ốc Đắk Lắk
đã cùng chung tay với diễn đàn để tổ chức ra một giải đấu vô cùng chất lượng. Game thi đấu thứ hai, lão tướng Hoàng Thành Trung là người đang cầm sao bóng. Vẫn kịp. Pha xử lý trên lưới quá hay của các vận động viên. Điều đó chứng tỏ cả bốn vận động viên này chơi lưới đều rất tốt. Phần thắng đã dành về phía cặp đôi Hoàng Thành Trung và Pau Võ, 15 đều. Đó là một cú ấy, 30-15. Mỗi lần mà tôi chứng kiến lão tướng Thành Trung giao bóng thì đều nhìn thấy một sự tập trung, một sự quyết đoán tuyệt vời. Như vậy trọng tài đã bắt lỗi chân sau quả bóng hai cho anh Thành Trung. Bóng tốt. Pau Võ làm gì đây? Đôi công giữa Đương Thủ Đức và lão tướng Thành Trung, và quả bóng này đã kết thúc với một pha xử lý không thật sự cảm giác tốt của anh Bờm Thanh Đa. Xin chào anh Huỳnh Tấn Tàu, một trong những khán giả vô cùng tuyệt vời của diễn đàn tennis Ban Mê. Như vậy thì kết thúc game thi đấu thứ hai, bàn cho lão tướng Thành Trung và anh Pau Võ, 1-1. Game thi đấu thứ ba, anh Bờm Thanh Đa là người cầm sao bóng. Những vận động viên theo như bình luận viên biết được có một nickname kèm với Thanh Đa, có lẽ đều thi đấu khá ấn tượng như Bảo Thanh Đa, những vận động viên trẻ. Nhưng anh Bờm Thanh Đa đây là vận động viên trận thi đấu đầu tiên mà bình luận viên theo dõi vận động viên này thi đấu. Vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh Tấn Tàu, thông tin anh cập nhật đến với quý vị khán giả là đang cổ vũ cho bạn bên sân Liên Đoàn, cách khoảng 3 km. Trận thi đấu đang vô cùng tập trung. Sẽ có quả giao bóng 2 cho anh Bờm Thanh Đa. Đó là một pha đánh bóng tốt của anh Bờm Thanh Đa. Cũng là một khoảng cách quá gần đối với anh Pau Võ để không kịp để phản xạ. Ở sân Hoài Ân này cũng chính là sân nhà, được gọi là sân nhà của anh Pau Võ. Lão tướng Thành Trung backhand quá tốt, quá tốt. Đã, anh Đương Thủ Đức mặc dù có thể đoán được đường bóng vừa rồi nhưng không thể nào với tay dài hơn được nữa. Xin chào anh Lưu Toàn. Bóng ngoài thưa quý vị. Ba mươi đều. Sẽ có một quả sáu bóng hai. Để số 40-30. Trận thi đấu đang căng thẳng với game sao bóng, cầm sao bóng của anh Bờm Thanh Đa. Thái Trung, bóng chạm vào đầu lưới. Tiếp tục là một pha bóng, nhưng đây là một pha bóng winner của lão tướng Thành Trung. Nhưng bóng đã đi quá mạnh với pha xử lý vừa rồi.
với pha xử lý backhand. Cũng xin cập nhật đến những quý vị khán giả yêu mến của diễn đàn tennis ban mê. Khi kết thúc ngày thi đấu thứ hai ngày hôm qua, lên ngôi vô địch đó là anh Thuận Voi, hay còn có nickname là anh Thuận Đắk Nông, và anh Phương Pepsi đã lên ngôi vô địch ở nội dung đôi nam 1450. Đứng ở vị trí thứ hai đó là anh Nhàn Con Tum và một vận động viên trẻ 13 tuổi là Mút Quân Hồ. Ở vị trí thứ ba đó là hai cặp vận động viên Khải Trượng Tài Ngáo, anh Huân Ban Mê và anh Pau Võ. Tuy nhiên thì ngày hôm nay anh Pau Võ đang đứng với partner của mình là lão tướng Hoàng Thành Trung, duy nhân của làng quần vợt Việt Nam. Liệu rằng ở ngày thi đấu này thì anh Pau Võ có thể đổi được màu huy chương của mình không, khi mà có hơi hướng của một nhà vô địch, đó chính là đương kim nhà vô địch ở nội dung 1450 đôi nam, lão tướng Hoàng Thành Trung đã làm rất tốt ở ngày đầu ra quân. Game sao bóng này thì anh Pau Võ là người đang cầm sao bóng. Game thi đấu thứ tư. Bóng vẫn còn. Bóng ngoài, trọng tài xác định là bóng ngoài. Khán giả đã bước đến kín sân rồi. Xin chào anh Khánh Búa cũng đang theo dõi lần livestream này. Bẩm thanh đã, bóng rúc vào lưới rồi. 30-0. Chưa có sự khó khăn nào trong game cầm gió bóng của anh Pau Võ. Cứu kịp không? Lão tướng Thành Trung điều bóng quá hay đi. Điều bóng quá hay. 40-0. Một game thuận lợi cho quyền cầm dao bóng của anh Pau Võ. Xin chào anh Trần Sơn, xin chào anh Thành Thái cũng vừa gia nhập trong luồng livestream này trên diễn đàn Tennis Ban Mê, một trong những diễn đàn uy tín ở khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vừa rồi cũng đã là một pha bóng hay đến từ cặp đôi Đường Thủ Đức và Bờm Thanh Đa. Sẽ có 3 cơ hội nữa để cho anh Pau Võ giữ được game sao bóng của mình, để có một kết quả san bằng. Xin chào anh Nguyễn Hùng, xin chào anh Tuấn Thanh. Vẫn còn cơ hội nữa, vẫn còn 2 cơ hội nữa cho anh Pau Võ. Tỷ số lúc này là 40-30. Đường Thủ Đức làm gì đây? Bóng tốt, bóng tốt. Vàng, 40 đều. Có quá nhiều cơ hội cho anh Pau Võ để có thể kết thúc lại game giao bóng của mình. Nhưng bây giờ sự chống trả của cặp đôi Đường Thủ Đức và Bờm Thanh Đà đang vô cùng gây cấn. Đây sẽ là cú giao bóng quyết định. Đường Thủ Đức. Bóng ngoài, quá đáng tiếc trong game này cho cặp đôi Pau Võ và lão tướng Thành Trung. Một rách đầu tiên xuất hiện. Và cũng phải dành lời khen tuyệt vời cho cặp vận động viên Đường Thủ Đức và Bờm Thanh Đa. Đều bám rất khó chịu và sau đó đã giành chiến thắng trong game thi đấu vừa rồi.
Bảo Võ đánh thẳng vào vị trí của Đường Thủ Đức, lóc bóng phòng thủ và đây sẽ là một cú sút mát không có một cơ hội nào để cho anh Bảo Võ có thể với được chai bóng. Tận dụng cơ hội rất tốt và đeo bám rất khó chịu của cặp đôi Đường Thủ Đức và Bồng Thanh Đà. Bây giờ họ đang có lợi thế rồi, 3-1 và 15-0. Tất cả sẽ cùng trông chờ vào màn thể hiện của lão tướng Thành Trung. Mười lăm đều. Đường Thủ Đức đánh bóng rất mạnh của anh Thành Trung, nhưng người giành chiến thắng ở pha bóng vừa rồi đó là anh Bồng Thanh Đà với màn solo cùng với anh Bảo Võ trên lưới. Sẽ có quả giống bóng 2 cho anh Đường Thủ Đức. Quý vị đang theo dõi nội dung đôi nam 2000 điểm ngày thi đấu thứ 3 giải quần vợt diễn đàn tennis Ban Mê Trái Cúp xây dựng Hoàng Thiên Nam mở rộng lần thứ 4 năm 2022. Trải qua 3 ngày thi đấu tranh tài, ngày 8, ngày 9 và ngày 10 tháng 7 năm 2022. Đây là một giải đấu chất lượng của khu vực thành phố Buôn Mê Thuột. Bảo Võ bóng ngoài, 40-30. Đây là game qua cực kỳ quan trọng đối với cặp đôi Thành Trung và Bảo Võ. Lỗi. Xin chào khán giả Kushi Nguyễn. Cảm ơn lời bình luận khá vui tươi đến từ Kushi Nguyễn. Xin chào anh Lê Nam Trạng. Xin chào anh Nguyễn Trường Nhân. Xin chào anh Lạc Sơn. Bóng quay. Quay. Khi mà cần thì dị nhân của làng quần vợt Việt Nam đã lên tiếng. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3. Và cũng giống như cách mà anh Thành Trung và anh Triển VTV vượt qua đối phương ở nội dung đôi nam 1450 điểm. Khi mà anh Triển VTV cảm thấy đuối sức thì anh Thành Trung đã chia sẻ rằng anh cứ đứng đó và em sẽ lo hết. Và đúng như vậy, một chiếc cúp vô địch ở nội dung đôi nam 1450 điểm đã thuộc về lão tướng Thành Trung và anh Triển VTV. Bây giờ sẽ là một game đấu quan trọng như vậy nữa mà anh Thành Trung và anh Bảo Võ sẽ phải làm giống như cách đây 2 ngày. Xin lỗi quý vị, là ngôi vô địch của anh Trung và anh Triển VTV đó là nội dung đôi nam 1700 điểm ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng đây sẽ là một game đấu mà anh Trung có quyền cầm giao bóng. Và liệu rằng anh Trung sẽ làm gì trong game giao bóng của mình. Bóng đã chạm vào đầu vợt, đầu lưới mất rồi. Xin cảm ơn cập nhật đến từ anh Cu Sinh Nguyễn nha. Và như vậy thì ở pha bóng đầu tiên này, điểm số 0-15 cho cặp đôi Đường Thủ Đức và Bồng Thanh Đà. Xin chào chị Nguyễn Thị Lam Hồng, xin chào khán giả Nguyễn Sơn, xin quý vị khán giả yêu mến của diễn đàn Tennis Ban Mê. Biên tập viên Việt Hà đang cùng đồng hành với quý vị
ở trong ngày thi đấu thứ ba tại giải quần vợt diễn đàn tennis ban mê tranh cúp xây dựng Hoàng Thiên Nam. Đây là đơn vị tài trợ, nhà tài trợ kim cương cho giải quần vợt lần này. Những đôi xung ở trình điểm 2000 sẽ vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tính. Quý vị có thể hãy kết nối Facebook và kết nối với Smart TV ở tại nhà nếu như quý vị đang có mặt ở tại nhà. Và nếu như quý vị ở cơ quan thì có thể hãy đeo tai nghe vào và hãy mở điện thoại để có thể theo dõi những nội dung này. Đây, xin chào anh khán giả Hoàng Vũ. Đây là những lượt đầu tiên, mới chỉ là trận thi đấu thứ hai ở nội dung đôi nam 2000 điểm mà thôi. Pha đối công gây cấn giữa anh Bơm Thanh Đa và lão tướng Tay Trung, và kết thúc với một pha điều bóng quá hay chéo sân đến từ anh Thanh Trung. Đó là bản lĩnh và sự gia dặn kinh nghiệm của một lão tướng thì có thể quyết định trong một game cực kỳ quan trọng như thế này. Sự cần mẫn trong từng pha xa bóng của anh Thành Trung chúng ta đều thể hiện rõ trên khuôn mặt và đều nhìn thấy được thông qua góc quay của truyền thông Nova Media. Tuy nhiên thì đây là pha bóng đáng tiếc, bóng xa ngoài. Bảo Võ, lão tướng Tài Trung, bóng tốt, 30-40, sẽ phải cần hai quả nữa để cho lão tướng Thành Trung có thể cứu được game sao bóng của mình. Một rack đã được cứu. Bảo Võ, cảm giác trên lưới của Bảo Võ cũng là quá tốt. Tuy nhiên thì đây là một pha đánh bóng hồng của anh Thanh Trung. Game cực kỳ quan trọng này bây giờ lại là điểm số 4-2. Anh Bơm Thanh Đa là người đang cầm sao bóng. Đá bóng quá tốt. Nhưng đây là một tình huống điều bóng còn tốt hơn. 15-0. Một pha xử lý điều bóng tốt ở khu vực sát trên đầu lưới. Điều bóng quá hay. Đây là một pha bóng như vậy nữa. Tuy nhiên thì khi mà nỗ lực của anh Thành Trung đưa bóng trả lại thì cũng ra ngoài. Chúng ta có thể nhìn được nhãn quan tuyệt vời của anh Bơm Thanh Đa với những pha xử lý điều bóng quá hay. Một game đấu đang thuận lợi cho cặp đôi Đường Thủ Đức và Bơm Thanh Đa. Và cũng chính vì lý do đó chúng tôi đang nhìn được thấy rất nhiều những tim đang được thả trên fanpage truyền thông chính thức trong giải quần vợt lần này. Đó cũng chính là fanpage của diễn đàn tennis ban mê. Anh Bơm Thanh Đa. Đây là những vòng đầu tiên của nội dung trình điểm 2000. Bảo Võ, bóng chạm vào đầu lưới vẫn còn. Thành Trung, Bơm Thanh Đa. Tuy nhiên đây là một cú smart winner. 40-15. Anh Trần Đình Đạt đang cổ vũ cho anh Thành Trung.
xin cảm ơn những cập nhật đến từ anh Lê Minh Tuấn. Đôi này mới đánh siêu cúp 2.200 điểm ở Quảng Nam. Xin chào khán giả Henry Khẩu. Xin chào tất cả những quý vị khán giả. Lúc này thì trận thi đấu đang yên nắng. Bảo Võ làm gì đây? Bóng ao. 30-40. Xin lỗi quý vị, đó là 40-30 mới là chính xác hơn. Lướt lẹo. Đá bóng rất mạnh của Bờm Thanh Đa. Đạo thực Thanh Trung. Một pha bóng winner. Bóng nằm trên vạch. Vàng 40 đều. Có lẽ ngay cả khoảnh khắc này thì bình luận viên cũng muốn tập trung vào xem trận đấu hơn so với ngồi bình luận quý vị. Tuy nhiên thì công việc vẫn phải phục vụ quý vị khán giả và kết thúc với pha xử lý quá hay của lão tướng Thanh Trung. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 3-4. Anh Thanh Trung đã lên tiếng. Xin chào anh Nguyễn Thanh Huy. Cảm ơn lời bình luận khá thú vị của anh. Xin chào anh Nguyễn, xin chào anh Viết Thắng, xin chào anh Nguyễn Công, xin chào khán giả Hậu Bùi. Nếu quý vị khán giả yêu mến của diễn đàn Tennis Ban Mê, đừng quên hãy thả tim giúp chúng tôi nha. Và hãy đừng quên chia sẻ luồng livestream này giúp cho diễn đàn Tennis Ban Mê. Mong muốn sẽ là một trong những diễn đàn uy tín hàng đầu ở khu vực Ban Mê Thuật nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, để cho những quý vị khán giả và các vận động viên trong làng quần vợt có thể hội tụ ở khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt ấn tượng đầu tiên khi mà Việt Hà bước đến Ban Mê Thuật đó là những đường xá cực kỳ thông thoáng, bầu không khí thời gian gần đây cũng dễ chịu, và đặc biệt hơn nữa mỗi khi đi qua những cung đường có những bóng cây mát và có thể ngửi được những mùi cà phê thoang thoảng. Đây chính là thủ phủ của cà phê. Và bên cạnh chúng tôi cũng đang có một ly cà phê đến từ nhà tài trợ Ama Coffee. Và bữa trưa thì được phục vụ bởi nhà hàng Tuấn Đạt Luxury. Xin cảm ơn sự cập nhật của anh Nguyễn Thanh Huy. Để trận sau anh em trong ekip truyền thông có thể ghi thêm là vòng đấu để cho quý vị khán giả có thể tiện theo dõi và cổ vũ cho những vận động viên. Xin chào anh Nguyễn Thanh Long. Kèm ra bóng của anh Cao Võ. Bóng ngoài. Mới là 30. Bóng ngoài tiếp theo, hai pha return ra ngoài đến từ cặp đôi Đường Thủ Đức và Bờm Thanh Đa. Ba mươi đều. Tuy nhiên thì đây là một pha xử lý thiếu cảm giác trên lưới nữa của anh Pau Võ. Ba mươi bốn mươi. Vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh Tấn Tàu. Được Thủ Đức. Đây là một pha xử lý của lão tướng Thanh Trung.
5-3 rồi. Game đấu này cực kỳ quan trọng đối với anh Thành Trung, sẽ phải rất tập trung trong game thi đấu này. Và người cầm sao bóng lúc này đó là anh Đương Thủ Đức. Xin chào khán giả Rossi, xin chào khán giả Hân Hạnh đã cùng vào trong luồng livestream này. Cắt bóng treo sân quá hay của anh Bơm Thanh Đà. Mười lăm không. Anh Pao Võ lóc bóng phòng thủ, tiếp tục lóc bóng, tiếp tục lại đưa Thủ Đức. Đây là những cú đánh mạnh, nhưng đây sẽ là một pha spark nữa. Bánh đường Thủ Đức đã làm rất tốt, liên tiếp là những pha xử lý giữa hai cặp vận động viên, đó là anh Đương Thủ Đức và anh Pao Võ. Và người chiến thắng đó là anh Đương Thủ Đức với một cú đập quá nặng của mình. Lại một lần nữa anh Đương Thủ Đức đã giành chiến thắng. 40-0. Base point. Đạo Thắng Thành Trung lóc bóng phòng thủ. Anh Pao Võ cú đánh trái tay kịp không? Quá hay. Đây sẽ là một cơ hội để có thể kết thúc lại trận thi đấu này của anh Đương Thủ Đức. Và anh đã làm rất tốt với một cú đập khá nặng của mình. Xin chúc mừng cho cặp đôi Đương Thủ Đức và Bờm Thanh Đà đã giành chiến thắng với điểm số 6-3 và 40-0. Họ đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Và đây cũng sẽ là hình ảnh kết thúc để khép lại trận thi đấu này. Và quý vị ơi, đừng quên hãy bấm theo dõi diễn đàn Tennis Ban Mê. Và để có thể dõi theo những trận thi đấu tại giải quần vợt diễn đàn Tennis Ban Mê tranh cúp xây dựng Hoàng Thiên Nam mở rộng. Và quý vị hãy chờ đợi chúng tôi ở một luồng livestream tiếp theo.